Đây là đoạn kế là nói về hiển hiển bài cái những cái dư nghi, tức là những cái nghi mà nó còn thừa. Ư thử chúng trung nhược sở tác vị biện giả kiến Phật diệt độ, đương hữu bi cảm nhược hữu sơ nhập pháp giả, văn Phật sở thuyết tức giai đắc độ. Thí như giả kiến điển quang tức đắc kiến đạo, nhược sở tác dĩ biện dĩ độ khổ hải giả, đảng tác thị niệm Thế Tôn diệt độ nhất hà tật tai. Tức là đối với ở trong chúng này, ở trong chúng đây đó, nếu mà có người mà việc làm chưa có xong thì khi thấy Phật diệt độ sẽ có cái lòng bi cảm, tức là cảm thương đau xót. Nếu mà có người mới vào là nhập pháp đó, mới được vào pháp thì nghe cái lời Phật nói thì tức đều được độ. Ví cũng như là ở trong đêm mà thấy người là anh chớp tức liền được đạo, tức là được thấy đạo, đây gọi là kiến đạo, tức là liền được thấy đạo. Nếu mà người việc làm đã xong, đã qua được cái biển khổ thì chỉ khởi cái niệm như thế này: Thế Tôn diệt độ, sao mà mau vậy thai. Đó. Tức là ở đây là nói rằng đến cái lúc này á, thì ở trong chúng đó nó có ba hạng. Thứ nhất á, người mà việc làm chưa xong, tức là chưa thành được cái quả vô học, thì khi thấy Phật diệt độ đó thì có cái lòng bi cảm, tức là buồn xót cảm thương. Buồn xót cảm thương vì mình tu chưa xong gì hết mà Phật thì đã sắp đi, rồi mình phải nương tựa vào đâu đây nữa. Thì với những vị này là còn trong hữu học, cho nên thấy Phật diệt độ thì bi cảm. Còn có người mới vào pháp, thì nghe Phật nói thì đều được độ, tức là đều được thấy đạo. Thì thấy đạo làm sao? Đây thấy đạo, thấy đạo đây thì cũng ví như gọi là ở trong đêm mà thấy ánh chớp, tức là ánh sáng chớp. Thì đây cũng là một cái kinh nghiệm cho mình thấy rõ, gọi là kiến đạo hay là thấy đạo đó thì cũng giống như ban đêm, tức là trời tối rồi thấy được cái ánh chớp. Vậy thì trời tối thấy được ánh chớp, nhưng mà thấy thì sao? Nó chớp lên rồi thì nó cũng qua, chứ không phải là nó sáng mãi. Cho nên thấy đạo thì rõ được cái thấy được một chút ánh sáng đó, mình đầy đủ cái niềm tin trên con đường mình đi chắc chắn để không có lầm. Nhưng mà còn phải đi nữa, đi nhiều. Thì cũng vậy, ở trong nhà thiền cũng có nhiều những cái trường hợp mình tu hành rồi cái công phu của mình nó cũng được nghĩa là khá, rồi mình cũng sáng được một cái gọi là một cái chút lý thiền, mà giống như là đêm 30 trời chớp á, trong cái đêm tối là nó chớp lên cái mình thấy được cái ánh sáng đó. Nhưng mà sau đó rồi thì những cái tập khí tham sân si phiền não của mình nó cũng vẫn còn đó, cho nên còn phải tu nữa, tu dài dài, chứ không phải xong. Người mà không hiểu cái thấy được chút cái đó, tưởng đâu là mình là thánh rồi đó, rồi cứ lo đi nói hoài đó, mà không có thực hành, không có lo bảo dưỡng để mà sống, rồi lâu ngày là những cái bệnh cũ nó lại tái phát, thì cái đó là cái nguy hiểm, cái đáng thương. Thì mình đây là mình cũng phải thấy được cái ý đó để mà dè dặt. Rồi còn đây có người thứ hàng người thứ ba nữa là cái việc làm đã xong, đã được độ, tức là qua được cái biển khổ, thì chỉ khởi cái niệm là Thế Tôn mà diệt độ sao mà nhanh quá vậy thai. Tức là diệt độ sao mà nhanh quá vậy, nhanh thế vậy. Như vậy thì ở đây đó là nói đến ba cái hạng như vậy. Rồi tiếp là mới đoạn về cái phần dư nghi,
tức là A Nậu Lâu Đà, Tuy Thuyết Thử Ngữ, Chúng Chung Giai Tất Liễu Đạt, Tứ Thánh Đế Nghĩa, Thế Tôn Dục Linh Thử Chư Đại Chúng, Giai Đắc Kiên Cố, Dĩ Đại Bi Tâm, Phục Vi Chúng Thuyết, Nhữ Đẳng Tỳ Kheo, Vật Hoài Bi Não, Nhược Ngã Trụ Thế Nhất Kiếp, Hội Diệt, tức là Hội Diệt Đương Diệt, Hội Nhi Bất Ly, Chung Bất Khả Đắc, Tự Lợi Lợi Tha, Pháp Giai Cụ Túc, Nhược Ngã Cửu Trụ, Cánh Vô Sở Ích, Ưng Khả Độ Giả, Nhược Thiên Thượng Nhân Gian, Giai Tắc Dĩ Độ, Kỳ Vị Độ Giả, Giai Dĩ Tắc Đắc Độ Nhân Duyên. Tức là Ngài A Nậu Lâu Đà tuy nói cái lời này thì ở trong chúng đều coi như rõ thấu suốt được nghĩa bốn thánh đế đó, nhưng mà Thế Tôn muốn cho cả đại chúng ở đây đều được vững chắc, do đó mà Ngài dùng cái lòng đại bi mà vì chúng mới nói thêm là: Tỳ kheo các ông chớ có ôm lòng bi não, nếu mà ta trụ ở đời một kiếp đi nữa, nhưng mà có họp thì phải có tan, tức là có hội thì phải có diệt, họp mà chẳng có lìa, tức là chẳng có chia lìa đó, thì trọn chẳng có thể được. Về cái phần tự lợi và lợi tha thì những cái pháp đó thì ta đã coi như đều đã nói đầy đủ hết rồi, tức là tự lợi lợi tha thì pháp đó đều đã đầy đủ hết. Nếu ta mà ở lâu á thì trọn cũng không có ích gì. Những người mà đáng độ không thì hoặc là ở trên trời hoặc là ở nhân gian thì đều đã được độ xong, còn những người chưa được độ thì ta cũng đều đã gọi là tạo cái nhân duyên để mà được độ. Vậy thì từ nay về sau mọi đệ tử của ta đó là lần lượt tu hành theo thì như thế là pháp thân Như Lai thường còn bất diệt. Thì đây là Phật dạy, nghĩa là nó cho mình thấy, nghĩa là Ngài A Nậu Lâu Đà nói như vậy rồi, tức là trong chúng đó là không còn coi như là ai nghi nữa, thấy không? Nhưng mà muốn để cho mọi người có cái lòng tin nó vững chắc hơn nữa, do đó mà Phật mới gọi là vì chúng mà nói thêm, tức là Phật mới bảo cho kỹ. Nghĩa là nếu mà bây giờ Ngài mà có trụ ở đời cả một kiếp đi nữa, nhưng mà có hợp thì phải có tan thôi, không? Tức có hợp thì phải có tan thôi, không thể nào mà khỏi. Vậy thì có ở lâu rồi cũng phải chia lìa. Nhưng mà bây giờ ở đây thì những cái phần gì tự lợi lợi tha thì những cái pháp đó đầy đủ rồi, tức là những cái pháp tự lợi thì Ngài cũng đã nói cho mình biết rồi, những pháp lợi tha thì Ngài cũng nói đầy đủ hết rồi, mà chính Ngài thì Ngài cũng đầy đủ, tức là Ngài cái phần tự lợi á thì Ngài cũng đầy đủ cho nên mới thành Phật. Vậy cái phần lợi tha thì Ngài cũng đã làm xong. Thì cái điều này có khi có người còn nghi, cho nên Phật mới giải thích cho kỹ, tức là về cái phần mà tự lợi đó thì Ngài đầy đủ hết thì dễ hiểu rồi, thấy không? Tức là Ngài thành Phật là Ngài đầy đủ rồi, còn cái phần lợi tha thì Ngài cũng nói đều đầy đủ hết. Thì có người sẽ còn nghi, nghĩa là Ngài nhập diệt rồi thì còn bao nhiêu người mà còn mê đây thì sao nói là đầy đủ, phải không? Thì ở đây Phật nói rõ để cho mọi người cũng hết nghi, tức là tuy là những người mà còn lại gọi là chưa được độ đó, nhưng mà Ngài đã tạo nhân duyên để được độ, tạo nhiên được độ, tức là để lại những giáo pháp nè, những cái kinh điển, những cái giáo lý rõ ràng đây, đó là tạo cái nhân duyên để cho được độ. Và như vậy tức là Ngài cũng là thầm thọ ký cho mọi người đó, thấy không? Như vậy nghĩa là Ngài đã làm xong hết, thấy không? Bây giờ cái việc quan trọng là trong hạng đệ tử đó, còn lại đó là phải thực hành thôi. Thực hành không để cho thiếu vắng, thì chính đó gọi là pháp thân Như Lai thường còn bất diệt,
đó là sức sống của Phật pháp đó, nó còn mãi ở trên thế gian. Mà quả thật là cái lẽ thật như vậy phải không? Nếu như bây giờ mà Phật mà còn ở đời cho đến bây giờ đó, thì mình thấy có quý không? Sự thật nếu mà Phật mà bây giờ, nếu mà Ngài mà còn sống tới bây giờ đó, thì chắc mình gặp Phật mình cũng không quý lắm đâu. Bởi vì Ngài cứ sống hoài đó thôi, mình thấy nó thường. Mình nghĩ rằng thôi, nghĩa là Ngài cũng còn mãi đó, thì có khi thì giờ không gặp thì mai mốt cũng gặp. Phải không? Nhưng mà chính Phật nhập diệt rồi, giờ mình không còn gặp cho nên mình mới thấy quý. Chính thấy quý đó, cho nên phải cố gắng để mà thực hành theo những lời Ngài dạy. Đó là một cái ý nghĩa. Ngài gọi là cũng tạo nhân duyên để cho những người sau chưa được độ đó mà cũng đều được độ. Mà cái đó là cái lẽ thật. Bởi vì khi gần quen rồi thì có khi xem thường. Thấy không? Tức quen quá đó, xem thường. Mà chính hiện tại đó mình thấy là cái này là gọi là tâm lý chung nhiều. Nghĩa là sống gần cái là quen. Chẳng hạn như ngay như là Hòa Thượng, thấy không? Mà có nhiều vị mà sống gần quá là xem cũng thường. Quá quen á, sống gần quá quen rồi xem thường. Có khi còn thấy lỗi nữa. Đó là những cái mà coi như là gọi là cái tâm mà gọi là thấp hèn của mình đó, để mà mình nhìn đó. Và trong khi đó những người ở xa thì lại rất quý, nhưng vì ít gặp. Thì mình trong chúng cũng vậy thôi. Nghĩa là có khi thì mình nghe cho thấy trong chúng đó có huynh đó tu cũng hay, cũng có tốt vậy, nhưng mà rồi mình ở gần thấy mình thấy cũng xem thường. Nghe tu hay sao mà thấy mỗi ngày cũng ăn cũng ngủ rồi cũng như mình, không có gì lạ hết. Giờ cũng xem thường, nhưng mà phải đâu biết rằng cái chỗ tu là chỗ ở trong nội tâm chứ không phải hình thức bên ngoài. Hơn nữa là còn là ở trong gọi là phàm tăng, là mình còn trong một thời gian đang tu mà, không là thì còn trong thời gian tu thì nó cũng phải hòa với mọi người, có chứ. Do đó mà mình phải thấy được sâu hơn nữa chứ không thấy trên cái hình thức. Còn ở đây thì cũng vậy, đây nhắc nhở cho mình, nghĩa là Phật nói rằng nếu mà Ngài dù có ở đời lâu thì rồi cũng phải chia lìa, tức là có hợp thì cũng phải có tan. Ở đây mình phải khéo nắm vững cái gọi là những điều Ngài dạy đó, để mà ứng dụng, để mà thực hành, thì cái đó mới là cái quan trọng. Cho nên Ngài nói là người mà chưa được độ thì Ngài cũng đã tạo những cái nhân duyên để mà được độ. Đó là điều mà mình phải tin chắc để mình nỗ lực tinh tiến tu hành. Tức đó là Phật đã ngầm thọ ký đó, tức là ngầm thọ ký cho mọi người đó, chỉ mình chưa thực hành đúng theo thôi. Chứ mình thực hành đúng theo thì tức là chắc chắn là được độ. Đó là Ngài coi như thọ ký đó, ngầm thọ ký một cách ngầm đó, cho mọi người thấy. Mình mà khéo thì nhận ngay thôi. Cho nên đây là những điều mà mình phải luôn luôn nhớ kỹ, nhất là những cái lời dặn dò này là những lời dặn dò trong những giây phút cuối cùng của Đức Phật. Cho nên ở đây mình phải nhớ cái Phật dạy tha thiết nè, tức là những người đã được độ thì đã độ xong, những người chưa được độ thì tạo nhân duyên để được độ. Tự kiêm dĩ hậu, ngã chư đệ tử, chuyển hành chi, tắc thị Như Lai, pháp thân thường tại, nhi bất diệt giả. Từ nay về sau, thì những đệ tử của ta đó, hãy lần lượt mà tu hành theo. Nhắc nhở, như vậy thì hai phần, phần người đã được độ, đáng được độ thì độ xong rồi, còn chưa được độ thì Ngài cũng đã tạo nhân duyên để được độ hết rồi. Vậy thì chỉ còn một việc nữa là mỗi người phải thực hành theo. Ở đây Ngài nói là lần lượt, chuyển đó, lần lượt thực hành theo, thì đó chính là pháp thân Như Lai thường còn bất diệt.
Nghĩa là mỗi người chúng ta đó phải khắc sâu cái lời này đó để mà làm. Bởi vì như là nãy đã nói đó, nghĩa là Phật pháp mà sở dĩ còn được sống mãi thời gian này là nhờ có những hàng đệ tử Phật này thực hành đó, thực hành làm theo. Cho nên có người lần lượt thực hành đó là có người còn tiếp nối, nghĩa là ánh sáng của chánh pháp ở trên thế gian này tiếp cái sức sống của Phật pháp đó, không để cho gián đoạn. Cho nên đây mới là đó là pháp thân Như Lai thường còn bất diệt, không mất. Cho nên nói đi nói lại thì ngài cũng nhắc nhở phải luôn luôn thực hành. Chứ còn học mà không hành đó thì học suông đó, thật là nghĩa là đáng tiếc đó. Cho nên mỗi người chúng ta đó phải nghe những lời này rồi khắc sâu ở trong tâm đó để mà thực hành, chứ không để cho mang tiếng suông mình là đệ tử Phật. Nếu mà sự thật, nếu mà có mình ở lúc này, mà ở ngay bên Phật đó, thì nghe những cái lời này đó thì mình mới thấy thấm thiết. Đức Phật coi như là lúc này là cái giây phút đây coi giữa đêm đó, giữa đêm ngài sắp thật rồi, tức là sắp ra đi rồi mà còn phải nán lại rồi ân cần nhắc nhở cho mọi người, cho mình tiến tu thì mới thấy những cái lời này nó gọi là nó tha thiết, nó quý báu được bao nhiêu. Mình bây giờ nhiều khi nghe đọc tới đọc lui hoài quen tai rồi thấy xem thường. Do đó mà mình nếu là người có đạo tâm thì phải nghe sâu vào trong lòng để mà rồi nó cảm nhận một cái gì nó nghĩa là sâu xa, rồi nó nhắc nhở đánh thức mình để mình tiến tu, thì đó mới là thực sự là mình cảm nhận được những cái lời Phật. Chứ còn không là chỉ là học hoặc nghe trên cái văn tự chữ nghĩa thì nghe suông, thì giống như những cái lời mà chết ở trên giấy mực mới thì không thấy được lợi ích nhiều. Đó là những cái lời rất là quan trọng, cho nên nhắc nhở để cùng tiến tu. Thị cố đương tri Thế Tôn thế giai vô thường, hội tất hữu ly, vật hoài ưu não, thế tướng như thị, đương cần tinh tiến, tạo cầu giải thoát, dĩ trí tuệ minh, diệt chư si ám, thế thật nguy thúy, vô kiên lao giả, ngã kim đắc diệt, như trừ ác bệnh, thử thị, ưng xả chi thân, tội ác chi vật, giả danh vi thân. Một tại lão bệnh sanh tử đại hải, hà hữu trí giả, tắc trừ diệt chi, như sát quán tật, nhi bất quan hỷ. Tức là đây là Phật mới coi như là nói rõ, coi như thế nên phải biết, là Phật nhấn mạnh, đời đều là vô thường, có hội thì hẳn là phải có lìa, tức là có hợp thì phải có tan, chớ có ôm lòng ưu não, tức là lo buồn sầu não. Cái tướng của thế gian là như thế, phải siêng năng tinh tiến mà sớm cầu giải thoát, dùng cái ánh sáng trí tuệ để mà dứt đi mọi cái si ám, tất cả những cái si mê tối tâm. Đời thật là tạm bỡ, tức là nguy thúy, tức là nó giòn bỡ, nó dễ nghĩa là hư, nó không có bền, tức là thế gian đó thật là tạm bỡ, không có bền chắc. Nay ta được diệt thì cũng như là trừ được cái bệnh dữ, đây là cái thân đáng nên bỏ, là cái vật tội ác, chỉ là giả danh là thân thôi, tức là tạm gọi đó, là thân, chứ nó nghĩa là chôn vùi, nó chìm ở trong cái biển coi như là biển to già bệnh sanh tử, đâu có người trí nào được trừ diệt nó đi, thì cũng như là giết được cái vật quán mà chẳng vui mừng.
Tức là đây là những lời kết của Đức Phật, Ngài nhấn mạnh trở lại, coi như là thế gian là vô thường, là tạm bợ, cho nên là có hợp thì phải có tan, đó là cái chuyện thường. Do đó mà Ngài phiên cái đó thì không phải nên ôm lòng lo buồn, sầu não, mà người khéo là phải nhân đó để mà quán trở lại mà tu hành. Tức là thấy rõ thế gian nó vô thường như vậy đó, rồi mình quán kỹ trở lại để mà buông bỏ, để mà tiến tu, chứ không phải theo đó rồi buồn sầu giống như là người đời, thì cái đó là không có đúng, bởi vì mình là cái người xuất gia. Cho nên nói gì nói thì rốt lại thì Phật cũng rất ân cần nhắc nhở là phải siêng tu cầu giải thoát. Cho nên đây là Ngài nhắc là phải siêng tinh tiến để mà sớm cầu giải thoát, dùng cái ánh sáng trí tuệ để mà dứt các cái thứ si mê tối tâm. Nghĩa là nhận rõ cái thế gian nó là vô thường, nó là tạm bợ, có hợp có tan vậy rồi, thì mình phải lo sớm cầu con đường giải thoát đó, dùng mở cái ánh sáng trí tuệ để mà dứt những cái si mê, những cái tối tâm. Thì đó mới là cái người gọi là khéo tu, khéo sống ở trong đạo. Thì đây là những lời coi như là ân cần nhắc nhở của Đức Phật, mình phải nghiệm kỹ để đánh thức cho mình. Coi như là chúng ta sống ở đây á, là gặp nhau lúc rồi ai cũng phải đi hết. Tất nhiên là có mặt ở trên đời này là tạm một lúc vậy thôi. Cho nên là khi tạm lúc có mặt đây rồi gặp nhau, thì gặp nhau lúc rồi thì cũng chia tay hết. Đó là nói về cái thời gian mà dài một chút đó ở trên đời đó. Còn thí dụ như ở trong chúng, ở trong một cái đạo tràng thì mình lại gặp nhau là càng ngắn hơn nữa. Tức là gặp nhau lúc ngắn hơn rồi có khi người đi đây người đi kia rồi cũng chia tay, chứ không phải là ở chung hoài. Thì như vậy những lúc mà được chung ở, được cùng gặp gỡ nhau đó là những lúc là cái duyên lành tốt để mình cùng sống chung, cùng nhắc nhở nhau để tiến tu. Chứ còn không có hiểu được những cái ý nghĩa quý báu vậy đó, rồi cái thì cứ mỗi người giữ những cái thành kiến riêng tư, ôm ấp cái lòng bản ngã, rồi cái sống với nhau mà lại không có vui, rồi có khi thì sống gần bên nhau mà thấy giống như xa nhau đó, thì lại tu hành nó lại không tiến nữa. Thì cái đó là cái nghĩa là rất là đáng trách, đáng hổ thẹn. Mình hiểu được là xuất gia là mình coi như bỏ những cái việc sự nghiệp ở thế gian, bỏ những cái ràng buộc của gia đình, của cha mẹ, rồi cũng là thức tỉnh được cái sự vô thường để mà đi tu. Thì vào đây phải sống sao cho nó có ý nghĩa, chứ còn không có ôm ấp theo cái chiều mê của thế gian nữa. Vì vậy cho nên hiểu vậy đó, thì được cùng gặp nhau trong một lúc này thì mình cùng chung để nhắc nhở nhau và tiến tu, thì đó mới là cái quý. Chứ còn đừng có nên là ôm ấp những cái riêng tư, ôm ấp những đóng khung mình trong một cái gọi là cái khung mà của cái bản ngã đó, thì sống tách biệt với nhau thì tu nó không có tiến được. Cho nên ở đây là dạy Phật là nhớ nhắc nhở mình đó, là luôn luôn là phải nhớ đời nó là vô thường, nó là tạm bợ, có hợp phải có tan thôi, nó không phải là chỗ mình ở lâu. Mà cái này thì đọc đến đây thì nhớ cái bài thơ mà của vua Trần Nhân Tông, mà khi vào ngày trong những ngày cuối đời trên cái đường về kinh đô Thăng Long mà thăm công chúa Tiên Thị trở về chùa ở làng Cổ Châu đó, Ngài viết cái bài kể số đời một hơi thở đó. Thì đó là phải nhớ, tức là số đời một hơi thở, tình đời trong đôi mắt, cung ma có ngại chi có Phật vui vô kể đó. Nghĩa là mình cuộc đời này sống trong hơi thở ra vào, ra vào,
từng hơi thở vậy đó, tắt thở là chết, đó là rất là mỏng manh. Còn cái tình của thế gian cũng thì nó có thì cũng trong đôi mắt thôi, tức là còn mở mắt ra thì còn hơn thua, còn yêu ghét, còn tranh giành thế này thế kia, rồi buồn giận nhau, nhưng mà rồi nhắm mắt thì cũng buông xuôi hết, vậy có gì đâu. Mở mắt thì buồn thì giận rồi thù rồi địch, thì cũng chút mở mắt đó là nhắm mắt là buông hết, vậy thì có gì. Cho nên là nó rất là tạm bợ. Do đó mà ở đây thì phải thấy được, thì mình là người tu là phải có cái chỗ sống riêng như vậy, chứ không thể theo cái chiều như vậy được. Cho nên là cung ma thì có ngại chi, tức là đối với ngài á thì ngài đã có chỗ sống. Cho nên rồi đối với những cái phần gọi là cung ma là chỉ cho tình đời của cho thế gian, mà nhất là chỉ cho cái sinh tử, thì với ngài là ngài không còn phải quản ngại, mà có cái chỗ sống của ngài, tức là cõi Phật vui vô kể, là có một cái chỗ sống riêng của ngài. Cho nên được như vậy đó thì cái đời sống xuất gia của mình nó mới rất có ý nghĩa. Bây giờ mà phải luôn luôn là nhớ để mà trên con đường xuất gia của mình tu cho nó đúng đắn, phải không? Thì đây là ngài dạy thêm nè, đời thật là nguy thúy, tức là nó tạm bợ, nó không có bền chắc. Như vậy thì hiện nay ta đã được diệt, tức là dứt nó, thì cũng giống như là trừ được bệnh ác, bệnh dữ, thì đó là mừng, chứ không có gì phải lo. Cho nên cái thân này đó, nó là cái vật đáng nên bỏ thôi, nó là cái vật tội ác, nó chỉ là giả danh chứ không có thật gì hết, chỉ là vùi trong, nghĩa là làm cho mình đắm chìm, vùi ở trong cái biển cả sanh già bệnh chết đó. Bởi vậy mà người có trí, tức là người trí nào mà được trừ diệt nó thì vui chứ không có buồn. Thì như vậy đó là quán kỹ cái sự vô thường của thế gian, của thân này, để rồi mình tiến tu. Nhưng mà nói như vậy, quán vô thường ở đây á là không phải là mình quán suông suông theo chữ nghĩa, ở đây là phải quán thật sâu, không? Cái quán thật sâu nó ăn vào trong cái nội tâm của mình á, chứ là phải thực sự cảm nhận một sự vô thường nó mạnh mẽ ở nơi nội tâm, chứ còn không phải là chỉ quán ở trên cái chữ nghĩa đó. Thì nghe nói đời vô thường thì mình cũng thấy hiểu là đời nó vô thường, nó tạm bợ, thì cái đó là cái hiểu trên chữ nghĩa thôi, nó không có dính dáng gì. Bởi vì cái đó là người học đạo á thì đa số là hiểu quá nhiều nhưng mà hiểu chữ nghĩa thôi. Cho nên rồi khi mà nghe tới vô thường á thì lại xem khinh rẻ, giống như là đó là cái lý nó gọi là cái lý thấp rồi đó, mình qua cái lý đó rồi. Cho nên nghe chơi chơi chứ còn không có thấm sâu. Nhưng mà đó sự thật á, là mình đã một cái lầm lẫn quá lớn. Sự thật với người tu của mình đây á, người mà cảm nhận được cái lẽ vô thường mà một cách mà chân thật sâu xa đó cũng không có dễ gì, chứ không phải là đơn giản. Cho nên ở đây là mình phải quán cho thật kỹ, quán cho thật sâu, để cho có một cái cảm nhận chín chắn tận nơi cái nội tâm của mình đó, thì mới thực sự là thấy vô thường. Và thấy như vậy đó thì nó mới có cái sức để thúc đẩy mình tinh tiến tu hành. Chứ còn mà hiểu thôi rồi cái thì nghĩa là xuông xuông qua trên chữ nghĩa, thì rồi thì hiểu thì hiểu vô thường, nhưng mà thấy thì vẫn thấy là thật là thường, cho nên là vẫn chấp ngã, rồi vẫn hơn thua, vẫn là yêu ghét thế này thế kia đủ thứ hết, mà nó làm cho mình đã buông lung trở lại. Cho nên đây là điểm mà phải nhớ kỹ. Mà muốn như vậy đó thì phải đi sâu, phải mở sáng trí tuệ. Cho nên đây Phật nhắc nhở là phải mở sáng, dùng cái sáng trí tuệ đó để mà dứt những cái si mê, những cái tối tâm đó. Chính trí tuệ nó mới nhổ sạch được cái gốc si mê. Do đó mà chưa mở sáng được con mắt trí tuệ đó là coi như mình chưa yên lòng.
Phải nhớ như vậy, nghĩa là mắt trí tuệ mình chưa mở sáng, chưa phát minh được cái ánh sáng chân thật nơi mình đó, thì là mình chưa yên lòng. Đó, tức là phải nỗ lực mạnh mẽ hơn nữa, nhiều nữa, rồi luôn luôn phải thao thức, phải khắc phải để mà tiến lên, để mà phải mở sáng được phần nào cái ánh sáng trí tuệ nơi mình đó, để mà tiến đi. Chứ còn chưa được vậy thì chưa thể yên tâm để mà cho nó qua ngày. Đó. Thì đây là những cái lời mà coi như là ân cần nhắc nhở rất là tha thiết của Phật trong những cái lúc cuối cùng đó, sắp coi như sắp nhập diệt đó, cho nên mình nghe là phải nghe cho thật sâu. Đây là Phật dạy kỹ, phải quán thân này nó là như cái vật tội ác, là cái vật đáng bỏ, cho nên là không có phải là cái chỗ bám lâu dài của mình, không thể là chỗ nương tựa. Đúng như là cái lời kệ mà Hòa Thượng đã từng coi như là cảm hứng ở nơi chân không đó, cái gá thân mộng, dạo cảnh mộng. Mình vào đây giống như gá, tạm gá vào cái thân mộng này thôi, rồi đi một vòng ở trong mộng, cho nên dạo cảnh mộng đó, suốt 5-70 năm là cũng là dạo qua một cái này giấc mộng vậy thôi, thì không có cái gì trong đó để cho mình bám chắc, để cho mình buồn vui yêu ghét thật sự hết. Thì quán kỹ như vậy đó thì mình mới có cái sức mạnh để mà tiến lên. Cho nên và nhớ kỹ ở đây, vào dài thân này đó là cái giả danh, nó là cái giả danh thôi, tạm gọi là thân thôi, chứ còn không thật có cái gì gọi là cái tôi trong đó hết. Nhưng mà giả danh rồi mê đó để mà tạo tội, gây phiền não đau khổ, thì đời này qua kiếp khác cứ lẩn quẩn đó hoài, thật là đau. Cho nên bây giờ hiểu được mà bỏ được nó là một điều đáng mừng. Thì thấu được như vậy đó thì có cái công phu, có một cái sức sống cho nó thuần thục, thì khi mà sắp ra đi, mình mới ra đi trong cái tự chủ. Đây mình nhớ lại Lục Tổ khi mà ngài sắp tịch, ngài báo tin cho trong chúng đó, thì trong chúng đó là người này người kia khóc, khóc buồn, chỉ có ngài Thần Hội đó thì ngài vẫn thản nhiên, bình tĩnh. Cho nên Lục Tổ mới bảo là tiểu sư Thần Hội á thì lại được thiện cùng bất thiện đều đồng, tức là lành hay chẳng lành cũng đều đồng, khen chê cũng chẳng động, vui buồn chẳng sanh, tức là Thần Hội đã được như vậy, còn ngoài ra mọi người đều chẳng được vậy, tức là theo duyên mà bị đổi. Các ông ở trong núi mấy năm, rốt cuộc là tu cái đạo gì vậy? Ngài còn vỡ, ngài nhắc lại: nay các ông buồn khóc á, là vì lo cho ai? Nếu mà lo cho ta chẳng biết chỗ đi á, thì ta đã tự biết chỗ đi. Nếu ta chẳng biết chỗ đi thì trọn chẳng có báo trước cho các ông. Vậy thì các ông buồn khóc bởi vì chẳng biết chỗ đi, tức là chỗ ta đi. Nếu biết chỗ đi của ta, tức là không nên buồn khóc. Tức là Lục Tổ nhắc nhở mọi người buồn khóc là buồn cho ai? Cho ngài thì ngài đã biết chỗ đi rồi, buồn cái gì? Rồi ngài nói thêm: người trí, đây là người trí mà buông được cái xác thân này là vui mừng. Tức là ở đây là nói theo cái gọi là kinh Di Giáo đó, Phật dạy là buông được thân này là rất mừng, như cũng đặt cái gánh nặng xuống vậy, thì sao lại buồn khóc? Cho nên đó, quán kỹ như vậy đó, thì thấy được cái lối đi của mình. Cho nên là ông cái chuyện mà phá táo đọa thì ông thần táo vì bám chặt, bám chặt vào gọi là cái bếp đó, tức là mấy cái viên gạch, mấy viên đá đó đó, mà chôn vùi mình bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng dài đằng đẵng ở trong đó không ra khỏi được, là vì gì? Bám vào mấy cái viên gạch, mấy cục đá đó làm cái chỗ nương của mình, cũng như mình đây bám vào cái thân vậy. Cho nên là phải quán kỹ lại đó để mà buông, mà khi buông đi rồi thì liền giải thoát.
mà ngay đó tức là cái chỗ sống của mình. Cho nên mỗi vị là mình phải luôn luôn quán cho thật sâu như vậy đó, để thấy rõ cái bản chất thật của đời này, bản chất thật của thân này, để rồi mình nghĩa là có một cái lối sống mà nó cởi mở, nó bớt dính mắc, thì cái việc tu hành của mình nó mới dễ tiến. Đây thì nhắc lại cái bài kệ khi mà sắp tịch của Thiền sư Đạo Huệ, tức là đất nước lửa gió thức nguyên lai thải đều không. Tôi quán kỹ như vậy, như mây lại tan họp, Phật Nhật chiếu không cùng. Quán kỹ đất nước gió lửa và thức, tức là sắc và tâm, hai thứ nó chung nhau hòa hợp lại tạm thành thân này thôi, chứ còn nguyên lai đó xưa nay nó vốn thải đều là không, không thật, không có cái thực thể, không có cái ta gì trong đó hết, thì không phải là cái chỗ cho mình bám chấp. Cũng giống như mây khi tan khi họp vậy thôi, quán như vậy đó thì bớt chấp ngã, mà soi trở lại để mà phát minh ra Phật Nhật, tức là mặt trời Phật đó chiếu không cùng, trong đó có ánh sáng chân thật nơi trong đó, mình phải nhận ra ánh sáng đó để mà sống, đó mới là chỗ sống chân thật của mình. Chứ còn đừng có bám theo cái ta giả dối này, cái ngã mà tạm bợ này. Thì thấy như vậy đó thì khi chết thì nó có một cái sức sống nó tự chủ, nó bình tĩnh để mà chết. Bởi vì như vậy thì trong đó là ai chết, cái gì chết, Như Lai mà lại chết sao? Cho nên mình phải quán kỹ để mà mở được con mắt này, có một cái sức sống nó chân thật. Đó là cái phần mà Phật coi như là ân cần nhấn mạnh trở lại để nhắc nhở hàng đệ tử tiến tu. Kế Phật bảo tiếp, tỳ kheo các ông, tức là dự đẳng tỳ kheo, thường đương nhất tâm cần cầu xuất đạo, nhất thiết thế gian động bất động pháp, giai thị bại hoại bất an chi tướng, dự đẳng thả chỉ vật đắc thuộc ngữ, thời tương dục quá ngã dục diệt độ, thị ngã tối hậu chi sợ giáo hối. Đây là những cái lời mà coi như là cuối cùng đó. Tỳ kheo các ông là phải luôn luôn một lòng mà siêng năng cầu con đường xuất thế, tức là ra khỏi thế gian này. Tất cả thế gian những cái pháp nào là động hay là bất động đều là cái tướng bại hoại, chẳng có an ổn. Các ông thôi hãy ngưng đi, tức là hãy dừng lại, hãy ngưng đi, chớ có nói nữa. Thời giờ đã sắp qua rồi, ta sắp diệt độ. Đây là lời dạy bảo nhắc nhở cuối cùng của ta. Đó là coi như là những cái lời coi sau cùng của Phật. Tức là Phật dặn dò phải luôn luôn một lòng siêng năng cầu con đường xuất thế. Còn tất cả những cái pháp dù là động hay là bất động ở thế gian này đều là cái tướng bại hoại hết, không phải là cái tướng an ổn để cho mình nương tựa. Phải luôn luôn quán kỹ như vậy. Tức là tướng động là con đường tạo tác, tức là những cái pháp động đó, pháp động là những cái pháp đó thuộc về những cái con đường tạo tác, các cái nghiệp thiện ác vân vân, đó là pháp động có tạo tác, hoặc tạo thiện hoặc tạo ác thì đều đi trong cái luân hồi theo cái nhân quả. Tạo ác thì đi đến cái con đường kết ác, tạo thiện thì đến con đường lành, nhưng mà đó là đều là có tạo nghiệp thì còn có sinh tử, cho nên đi trong cái luân hồi là cái tướng cũng bại hoại. Còn pháp bất động tức là tu thiền định, không, nhưng mà thiền định của thế gian, thiền định mà còn mang cái tướng ngã,
thì như vậy cũng là còn sanh các cái cõi trời như là trời sắc giới hoặc trời vô sắc giới, thì cũng là nằm trong ba cõi, cũng đều chịu chung với sự vô thường thôi, nghĩa là hết duyên thì cũng rớt trở lại trong sinh tử, cũng là cái tướng bại hoại, đều không phải là chỗ an ổn hết. Vậy thì dù là pháp động hay pháp bao động cũng đều nằm trong cái bất an hết. Mình là cái người tu xuất gia theo con đường giải thoát, là phải cầu con đường nó gọi là xuất thế, tức là ra khỏi cả hai cái con đường động và bất động đó. Nói cho nó gọn lại hơn là phải vượt qua được cái tình chấp ngã, tức là sạch cái ngã chấp. Chứ còn có cái ngã chấp, còn cái tướng ngã là còn ở trong sinh tử, còn chưa phải là cái chỗ an ổn, đó là còn trong cái tướng bại hoại. Như vậy thì đây là Phật nhắc nhở các vị gọi là đệ tử Phật đó, là phải dừng nghiệp, dừng tạo nghiệp. Cho nên mình là người đã giác ngộ ngay đây rồi thì cũng phải ngang đây dừng tạo nghiệp để mà chuyển lên cái con đường vô lậu giải thoát đó. Mình sợ dĩ mà không có dừng được mà cứ đi theo hoài đó là cũng không có gì lạ. Cái lý do là ở tại cái lòng tham ái. Tham ái tức là tham ái chấp ngã đó. Do tham luyến cái ta này hoài cho nên cứ bám chặt vào nó mà tạo nghiệp thôi. Nghĩa là mọi cái tạo nghiệp là tại sao mà tạo? Tức là tạo mọi cái tạo nghiệp đó là đều vì tham luyến cái ta này, giống như ái ngã chúng ta mà ra thôi, giống gì hết. Nếu thật sự mình hết cái lòng ái ngã rồi thì tạo nghiệp đó là tạo để chi, vì ai mà tạo? Ví dụ tham thì tham cho ai? Cũng cho ta. Còn sân thì cũng vì ai sân? Cũng vì cái ta sân. Buồn vì cái gì buồn? Cũng vì cái ta buồn, tức là cái ta nó bị đụng chạm buồn. Vui cũng vì cái ta mà vui. Yêu thì cũng vì cái ta mà yêu, ghét cũng vì cái ta mà ghét. Vậy là tất cả đều bao quanh cái ta hết, mà rốt lại thì cái ta là cái gọi là giả dối, cái vọng chấp thôi. Cho nên ở đây phải thấy rõ như vậy để mà dừng lại, coi như dừng tạo nghiệp. Thì cái đó là cái coi như cái đường đi Phật đã chỉ rõ ràng. Bây giờ còn chịu đi hay không đó là do mình. Cho nên đó là Phật nói là những cái nhân duyên để mà được độ đó, thì Phật cũng đã tạo những cái nhân duyên để cho được độ. Tức là những người mà chưa được độ đó thì Phật cũng đã tạo những nhân duyên để được độ. Thì đây là Phật chỉ đường, đó là tạo những nhân duyên để được độ rồi. Mà mình không chịu đi thì cái đó là cái lỗi ở nơi mình, chứ không phải ở nơi Phật. Cho nên đây là những cái lời cuối cùng mình phải nghe cho thật kỹ, thật thấm sâu ở trong lòng. Bởi vì đây là Phật coi như những lời phút cuối mà, cho nên nói chuyện nói là những lời này rồi là Phật bảo thôi hãy dừng đó, các ông hãy dừng, đừng có nói nữa. Thời giờ của ta bây giờ sắp đến rồi, đây là những lời cuối cùng của ta mà. Vậy cho nên mỗi vị học tới đây rồi á là phải lắng lòng kỹ để cho thấm sâu những cái lời Phật này, để nhắc nhở mỗi khi mà nó có hơi khởi cái niệm buông lung đó thì phải nhớ lại, thì phải đánh thức mình lên tiến tu. Như vậy thì để mà tóm lại, học kinh Di Giáo á là mình học những cái lời chân thiết nhắc nhở tu hành của Đức Phật, mà đây là những lời lúc coi như cuối cùng ngày sắp nhập diệt á, cho nên mình phải học bằng cái coi như là cái bằng cái sức sống chân thật của chính mình, chứ không phải học ở trên cái chữ nghĩa suông, học để mà tăng trưởng cái kiến thức. Nhiều vị học gọi là học mà cho qua đó, hoặc là học mà theo chữ nghĩa đó, thì thấy cái bài kinh Di Giáo Phật nói là nó đâu có lý gì đâu cao siêu, đâu có lý gì đâu mà xa xôi, cho nên hơi xem thường.
mà không biết đây là những cái lời mà chân thiết của Ngài. Cho nên mình phải học bằng cả cái lòng chân thật của mình đó thì mới cảm sâu được với Đức Phật. Thì mình còn chưa giải quyết được xong cái vấn đề sinh tử á, không là phải luôn luôn xét tấn mình tiến mãi, chứ đừng có xem thường, không có nên dễ vui. Mỗi vị phải coi như là tự đánh thức mình để tiến. Hãy nhớ câu chuyện mà của Ngài Đậu Khiêm đó, nhớ câu chuyện đó đó. Mỗi khi mà nó có muốn buông lung thì cũng phải nhớ vậy đó. Nhiều câu chuyện của các ngài nó có cái sức là nhắc nhở mình. Tức là Ngài Đậu Khiêm mà theo Ngài Diệu Hỷ đó, mà tu thời gian lâu mà chưa có tỏ ngộ gì hết, rồi lần đó là được sai mà đem thơ đi nơi một cái quãng đường xa. Thì theo cái thông thường á, người mà ở một chỗ lâu mà được sai và đem thơ đi xa vậy là tức là được cái dịp đi chơi thì rất là mừng, rất là vui, thấy không? Tức là có dịp được đi chơi rồi. Nhưng mà với Ngài Đậu Khiêm á thì lại khác. Ngài lại thấy đây là cái đi như vậy đó là mất công phu của mình. Mình tu hành bao nhiêu năm nay mà chưa sáng tỏ được tâm của mình gì hết, mà bây giờ lại phải đi quãng đường xa xôi vậy nữa, thì cái công phu của mình nó bị gián đoạn, nó bị chi phối. Thì Ngài lại tiếp không muốn đi, than thở, không? Ngược lại với cái tâm trạng mà của mình đa số ngày nay, được vậy thì phải vui rồi, được dịp đi chơi. Nhưng mà Ngài thì khác. Cho nên phải nhớ được những cái điều đó, để khi mà nó có buông lung thì mình phải có cái đánh thức trở lại thì cho tiến lên, chứ không để cho nó dễ vui. Phải nhớ cho là sống ở trong đạo, sống ở trong chùa, là mỗi một ngày sống của mình đó là một ngày xứng đáng, không hổ thẹn đấy, chứ không để cho nó buông lung, nó qua ngày tháng. Nghĩa là phải làm sao ăn cơm mặc áo ở nhà của Đàn Na Thí Chủ, thì phải nghĩa là xứng đáng với cái chỗ sống của mình ở đây, chứ còn không để cho có cái lòng hổ thẹn khi mà được nhắc nhở tới, không? Tức là mình ăn cơm của thí chủ, mặc áo của thí chủ, rồi ở nhà của thí chủ, mà mỗi khi mà được nhắc nhở tới những cái gọi là những cái ơn của Đàn Na Thí Chủ này, thì với những cái mà công phu tu hành của mình thì mình thấy nó còn nghĩa là nhiều cái nó hổ thẹn, hoặc là còn có nhiều cái mà nó cái nào bất ổn ở trong lòng, thì mình thấy rằng như vậy là cái chỗ sống của mình nó còn thiếu sót quá nhiều. Cho nên phải cố gắng ra mà để khi mà được nhắc nhở tới những cái điều này thì mình thấy cũng có được cái phần an ổn trong lòng, thì đó là nó có cái chỗ và công phu tiến tu của mình. Nghĩa là mỗi ngày mình nhận bát cơm của thí chủ thì phải quán lại coi có xứng đáng hay chưa, rồi phát chiếc áo của thí chủ vào mình, rồi cũng tự xét coi có xứng đáng chưa đây, nằm ở trên cái đơn của thí chủ, ngồi trên ghế của thí chủ thì cũng có xứng đáng chưa. Mỗi khi như vậy đó thì xét lại rồi đánh thức mình thì cái chuyện tu của mình nó được tiến. Chứ còn cứ nhiều khi rồi sống quen rồi cái thì xem lơ là thì có khi nó buông lung, nó dễ vui trong đó rồi mình không hay. Đây thì nhắc nhở lời của Ngài Pháp Loa nhắc nhở những cái người tu đó, không? Để cho mấy vị nhớ. Ngài bảo: này các người, bên trong đã bỏ cha mẹ, bên ngoài thì không thông Phật pháp, tự xưng là tu hành, vậy là tu hành cái đạo gì vậy? Ngài nhắc, Ngài bảo bây giờ các người đó, bên trong thì đã bỏ cha mẹ, bỏ gia đình đó để mà vào đây tu rồi, như vậy
mà rồi bây giờ vào đây thì lại không có thông Phật pháp, không có sáng tỏa được nghĩa là Phật pháp gì, thì về tự xưng là tu hành, về tu cái gì đấy, phải nhớ. Rồi các chú đã vào trong chùa làm ông đạo, làm học trò, chỉ cầu danh tự mà chẳng chịu tham cứu đến chỗ cái gì là chỗ hạ thủ của Phật tổ, cái gì là chỗ dụng tâm của ngoại đạo tiểu thừa, luôn để cho ngày tháng, cho ngày lại tháng qua lăng xăng tìm cầu bên ngoài. Một phen cái chết đến rồi á thì phải làm sao? Đâu là nơi an thân lập mạng? Vả lại 3000 quay nghi, 8 muôn tế hạnh, chính mình không có mãi mai, thì một hôm nào đó vua Diêm La đến ắt không thể tha cho ngươi. Ngươi sao chẳng chịu xét lại, chớ lấy các việc trong mộng rồi bác không nhân quả, mênh mang bát ngát chuốc quả ương. Đây là dẫn trong chính đạo ca. Như thế chẳng những làm đồi bại tông môn mà cũng khiến suy tàn chánh pháp. Ôi, tôi còn biết nói gì hơn. Đó là những lời thiết tha của các ngài nhắc nhở, không? Tức là ngài Pháp Loa đó, không? Ngài nhắc là các chú đã vào ở trong chùa rồi, làm ông đạo, làm học trò, mà cứ lo chỉ cầu danh tự, không chịu tham cứu cho đến cái chỗ gọi là cái gì là chỗ hạ thủ của Phật tổ. Tức là phải tham cứu cho sáng tỏ được đâu là cái chỗ hạ thủ của Phật tổ đó, tức là chỗ sống của các ngài, và đâu là những cái chỗ dụng tâm của ngoại đạo tiểu thừa, cho rành rõ để không có làm lẫn. Chứ còn cứ để luống cho ngày tháng nó qua xuân đó, rồi khi chết đến thì thật là không có cái chỗ gì để cho mình nghĩa là nương tựa an ổn, lúc đó mới hoảng hốt, mới là bối rối. Rồi 3000 quay nghi, 8 môn tế hạnh lại cũng là thiếu sót. Thì như vậy mà nếu mà không biết nữa, lại còn gọi là dùng cái lý thiền lý không rồi bác nhân quả thì càng nguy hại hơn nữa. Cho nên đó là những cái lời mà các ngài nhắc nhở, cho nên mình phải luôn luôn nhớ để mà tiến tu. Đó là mình coi như là học qua phần kinh Di Giáo. Ở đây thì nó còn chút thời giờ, thì này thì giờ tôi dẫn một cái bài Kiết Chế Tiểu Tham của thiền sư Thạch Ốc Củng, tức là Thạch Củng Ốc, cũng là ngài nhắc nhở người tu để cho mấy vị nghe nè có thêm những cái gọi là tư lương nhắc nhở mình trên con đường tiến tu. Tức là cái bài Kiết Chế Tiểu Tham của thiền sư Thạch Củng Ốc. Đây là đọc cái bài dịch. Tức là môn phong Phật tổ sắp rơi mất, nói đến khiến người lòng dạ nát, giữ gìn toàn ở cháu con ta, ngờ đâu con cháu thành tệ trước. Tức là ngài nói là môn phong của Phật tổ đó, nó sắp rơi, sắp mất rồi, ngài than. Nói đến đó, khiến cho lòng người giống như là nát dạ. Tức là mỗi khi mà nghĩ đến môn phong Phật tổ đó thì thấy nghĩa là cõi lòng nó buồn, rất buồn. Tại sao? Vì giữ gìn á, cái môn phong đó là toàn ở nơi con, nơi cháu mà ta, tức là ở nơi chúng ta đó, thấy không? Là những người mà để mà giữ gìn cái môn phong Phật tổ cho nó không rơi mất đó, mà bây giờ ngờ đâu con cháu là thành tệ trước. Tức là mình là cái người xuất gia tu hành, tức là người để mà giữ gìn cái môn phong Phật tổ, không? Để mà rồi hướng dẫn cho mọi người, ví dụ người cư sĩ, người Phật tử mà học theo mình, cho nên mình là cái người chính này nè, mà bây giờ mình lại thành tệ trước nữa thì ai còn giữ đây? Cho nên là ngài thấy ngài than thở. Lăng xăng nam bắc cứ chạy rong, mê mất chánh nhân lo việc tạp, mặt mài gió bụi phủ lấp đầy, nghiệp thức mênh mang không gốc tựa. Tức là cứ lo lăng xăng nam bắc chạy rong, lo chạy nam chạy bắc, chạy lung tung bên ngoài, mê mất cái chánh nhân
của mình mà lo những cái việc tạp nhạp. Tức là chạy lăng xăng bên ngoài lo việc này, việc có khi lo việc thế gian, buôn bán rồi đó, cho nên những việc tạp nhạp à. Còn cái chánh nhân của mình là tu hành giải thoát lại bỏ quên. Đó. Cho nên là mặt mày đó bị gió bụi phủ lấp đầy, mặt mày gió bụi phủ lấp đầy, còn cái nghiệp thức mênh mang thì không gốc tựa. Cứ chạy lăng xăng theo đời hoài rồi cái thì cứ bị gió bụi đời nó phủ lấp. Cho nên là cái nghiệp thức mênh mang đó nó nghĩa là che hết, không có cái chỗ sống, không có chỗ nương hết, tức là sống trong cái gọi là cái mê mờ. Dẫu cho dừng ở tại tăng đường, đợi đến bản vang về chỗ nghỉ, liêu phòng tụ nhóm luận thị phi, bắt chân bồ đoàn liền ngủ gục. Tức là cho được dừng ở nơi tăng đường. Chữ tăng đường ở đây á, là theo cái ngày xưa đó, không phải tăng đường đây là chỗ mình gọi là ngủ nghỉ, thấy không? Mà tăng đường đây cũng là thiền đường á, cho nên ở đó là chỗ, đó là chỗ mà giờ đó tôi ngồi thiền công phu đó, chứ không phải là tăng đường là chỗ mà nằm ngủ. Cho nên là cho dừng ở nơi tăng đường đó là ở nơi chỗ để mình công phu tu hành đó, nhưng mà vào đó không chịu công phu, chỉ lo đợi đến bản vang để mà về chỗ nghỉ. Tức là vào đó cũng như mình bây giờ vào trong thiền đường là để tu hành, nhưng mà vào đó rồi thì lại cứ trông chờ cho cái đánh kiển xả thiền để mà về ngủ, về nghỉ. Chứ còn lý đáng á, là mỗi khi mà nghe cái tiếng đánh bản mà xả thiền đó là mình tiếc, sao mà sớm vậy, đáng lẽ phải đánh trễ để cho mình còn thời giờ công phu thêm nữa. Đó mới thật sự là người có cái đạo tâm. Còn bây giờ là trông cho đánh sớm để mà về sớm nghỉ, thì vậy là còn cái đạo tâm ở chỗ nào? Cho nên ngày đây là ngày than nhắc nhở, mà đó nhắc nhở chúng cái tâm lý của đa số người mình bây giờ. Về liêu về phòng sao? Liêu phòng tụ nhóm luận thị phi, tức là về liêu về phòng đó, giờ nhóm 3, nhóm 7 lại bàn tán chuyện phải chuyện quấy lăng xăng tạp tâm. Tức là ở trong cái liêu phòng đó thì vì vậy đó, cái nhóm 3, nhóm 7 rồi bàn chuyện thị phi, chuyện là phải quấy lăng xăng đó, loạn tâm thôi. Nhưng mà còn bắt chân bồ đoàn thì ngủ gục đó. Lên bồ đoàn thì cứ cục lên cục xuống, về phòng thì nhóm tụ rồi bàn nói chuyện đâu đâu, thì vậy làm sao mà giữ được cái môn phong Phật tổ? Mây si đen nghịch trời tánh mờ, đá lửa nung nhau tâm sôi sục, tạm thời yên lặng trễ khinh an, cứ thế mờ mờ rơi vô ký. Tức là như vậy là bị cái mây si mê đó, nó đen nghịch làm cho mờ đi cái trời tánh của mình. Trời tánh tức là cái tánh thiên chân của mình đó, cái tánh nghĩa là sẵn có chân thật của mình. Tức là bị cái mây si mê đó, nó đen nghịch, nó che mờ hết cả cái coi như là bầu trời tánh của mình. Rồi còn đá lửa thì nung nhau tâm nó sôi sục, là tức là nó cứ làm cho tâm mình cứ nóng lên, nóng bên ngoài, không có yên được, cứ cái tâm động mãi. Khi mà tạm thời yên lặng á thì là trễ khinh an, tức là nó không loạn á, không thì nó lại hôn trầm, không. Cho nên hãy nó động á thì nó loạn, không? Còn nó không động rồi thì nó yên yên á thì nó lại chạy vào cái khinh an, rồi cứ thế mờ mờ rơi vô ký. Đó, rơi vào chỗ mờ mờ không có sáng suốt. Thanh quy bách trượng chẳng chịu hành, sách kinh ngoại đạo xuyên giảng giả nghĩa, nhân quả rõ ràng cứ thảnh thơi, tội phước rành rành điều chẳng sợ. Đây thì ngài mới nói thanh quy bách trượng đó không chịu thực hành, tức là cái đây thanh quy bách trượng là cái chỗ mà thiền môn quy củ của mình để mình sống, không
mà không chịu thực hành. Còn kinh sách ngoại đạo á, thì lại là sốt sắng, không sốt sắng giảng nghĩa, đọc, coi như nghiên cứu rồi nói chuyện, không tức là lo nghĩa là học theo rồi giảng theo những cái kinh sách rồi của ngoại đạo á, không thì lại sốt sắng. Còn cái chỗ mà coi như bổn phận sống của mình đó thì lại bỏ qua, đó là xem thường nhân quả. Cho nên nhân quả rõ ràng mà là cứ thảnh thơi xem thường, tội phước dành dành đó mà không biết sợ, không tới khi nó tới rồi đó thì lại than thở. Hoặc đổi một giường một gian phòng, buông lung điều ở thân khẩu ý, ngói trên đầu gạch dưới chân, áo trên thân vị trong miệng, mỗi mỗi thải điều đã có ra, nơi nhà đàn việc tính tâm thí, chưa thành đạo nghiệp thế nào tiêu, tự xét mấy ai biết hổ thẹn. Đó. Tức là hoặc đổi một giường một gian phòng, tức là sao, tức là đây á là nói rằng đúng ra thì trong mỗi vị trong liêu trong phòng thì là có cái đơn là coi như đó là một cái sự nghiệp của mình đó. Nhưng bây giờ được thí dụ như là các vị mà có trách nhiệm rồi đó thì được là cho ở gian phòng riêng, cho nên đổi một cái giường thành một gian phòng rộng rồi, để trong đó buông lung thân khẩu ý. Tức là ở một mình phòng rồi thì mặc tình buông lung, hoặc ăn tự do, ngủ tự do đó, muốn ngủ ngủ, khi muốn ăn ăn, tức là đem đồ ăn gì phòng ăn đó, ăn tự do, hãy buồn buồn ra lấy ăn, phải không? Tức là buông lung thân khẩu ý, thì như vậy là mất hết cái giá trị. Chứ đúng ra thì mình cái người tu là ở giường đó là quá nhiều rồi, tức một giường tới một đơn đó là quá nhiều rồi. Bây giờ ngày xưa thì Phật dạy là có khi thì mình là ở gốc cây, không nơi Gò Mã, thì mỗi khi tới đó là trải cái tòa cụ và cái ngọa cụ đó thì ngồi hoặc nằm đó thôi. Còn bây giờ là một đơn là quá nhiều, và giờ ở được một phòng nữa thì coi như là đó là quá đầy đủ rồi đó, mà có khi không biết đủ mà còn đòi thêm nữa, rồi khi ở trong đó thành ra buông lung, đó là sống nó quá dư rồi. Cho nên mình mà không biết dư nó còn đòi hỏi nữa, nó thì càng đi xa nữa. Cho nên đây người nhắc ngói ở trên đầu gạch ở dưới chân, tức là trên đầu là ngói lợp, dưới chân á là lát gạch á, là từ thí chủ mà có, chứ không phải là khi không bỗng dưng có, không? Cho nên đó là của thí chủ. Giờ áo mặc ở trên thân, cho nên áo trên thân vị ở trong miệng, tức là áo mặc ở trên thân mình, rồi những cái vị ăn ở trong miệng, thì mỗi mỗi thải điều đã có ra, nơi nhà đàn việc tính tâm thí, tức những thứ đó đều từ nơi đàn na thí chủ mà cúng họ thí cho mình, chứ không phải là chuyện ngẫu nhiên. Như vậy mà chưa thành đạo nghiệp thì thế nào tiêu được đó, mình chưa thành đạo nghiệp hết thì làm sao tiêu đây. Như vậy mà ở trong đó mặc tình là buông lung mà thọ dụng như sao. Cho nên nghĩ, mỗi lần nghĩ tới đó thì mình mới thấy hổ thẹn, rồi bớt trở lại, bớt trở lại, chứ đừng có dội mà đòi hỏi cho quá nhiều, quá tiện nghi. Bây giờ là sống trong cái thời này là thời đại vật chất, cho nên là mình dễ bị cái vật chất nó chi phối, cái nào cũng muốn tiện nghi hết. Cho nên là đồ gì là mà có khi là xài muốn ngồi chỗ á là có đủ hết. Cho nên như vậy thì tự xét mấy ai biết hổ thẹn. Vậy thì trong mình đây mấy ai khi mà xét lại đó biết hổ thẹn, mà nếu không biết hổ thẹn thì sao? Không biết hổ thẹn á thì như kinh Di Giáo đó, Phật quở rất là nặng. Hôm nay 3, ngày mai 4, thời giờ nhàn rỗi tiêu phí trọn, một mai già bệnh đến tìm nhau, Diêm Lão dục đưa tin chết tới. Nghiệp tạo từ trước chẳng mất đâu, ba đường bãi thú từ đây rớt. Tức là
hôm nay là 3 nè, ngày mai là 4, thì đó là cái chuyện chắc chắn, là chuyện là rõ ràng trước mắt hả? Hôm nay 3, mai 4, chuyện rõ ràng vậy rồi. Như vậy mà thời giờ nhàn rỗi cứ tiêu phí hết. Tức là nghe là thời gian nó cứ trôi qua mà rồi mình cứ để thời giờ nó tiêu phí đi thì quá uổng. Một mai già bệnh nó đến tìm nhau, tức là khi cái già cái bệnh nó đến á, rồi lấy gì để mà chống chọi. Kế nữa Diêm Lão dục đưa tin chết tới, cái già cái bệnh nó tới rồi cái chết nó tới, lấy gì chống chọi đây. Cho nên lúc đó thì nghiệp tạo từ trước chẳng có mất đâu, mà đừng có xem thường. Những cái nghiệp mình đã tạo đây nó không có mất. Chứ đừng có nghĩ bây giờ mình còn khỏe mạnh rồi cứ mà tạo, không, rồi khi cái nghiệp tới lại than thở, mà than thở sao được, cho nên tới đó ăn năn không kịp. Ba đường bảy thú từ đây rớt, tới khi chết đây thì nó rớt vào trong ba đường bảy thú đây, không chạy đâu khỏi. Đây là muốn nói ba đường ác đó, không, rồi bảy thú đi vào trong cái luân hồi đó, và rớt trong đó thôi chứ không chạy khỏi. Ca sa mất rồi được lại có, còn mãi mai vải cánh long phát vào dễ. Tức là áo cà sa của mình đây một phen mà mặc vào á, không, thì rất là khó chứ không phải dễ đâu. Mấy vị đừng có tưởng đâu là mình được mặc về cái là xem thường. Biết bao nhiêu người khi muốn xuất gia mà đâu có xuất gia được, muốn là cái bị cái duyên này duyên kia lôi thành đâu xuất gia được. Có khi xuất gia rồi phải trở lại, mà rõ ràng đó, mình thấy rõ trước mắt đó, cho nên xuất gia rồi còn phải trở lại đó. Còn muốn là cũng không được, muốn là bị duyên này duyên kia ngăn cản đâu có được. Còn mình được rồi thì không phải chuyện dễ. Cho nên là cha xa mà được rồi đó thì không phải dễ. Mà để cho mất mà được lại đó thì chuyện đó là càng khó nữa. Cho nên ca sa mất rồi được lại khó, mất rồi mà muốn được trở lại đó là rất khó chứ không phải dễ đâu. Cho nên đời nay mà không khéo tu á, rồi đời sau mà muốn được trở lại đó thì không biết bao giờ. Cho nên phải biết như vậy đó để mà cố gắng, sống cho nó xứng đáng. Còn cái chuyện mà mang lông độ sừng á thì là dễ, cho nên ca sa mất rồi mà được trở lại thì khó. Còn vào trong những cái loài có mai có vải có cánh có lông á thì lấy cái đó mà phát vào á thì là dễ. Người xưa học đạo hãy xem kìa, quên cả người đời khinh danh lợi, nấu hoàng tinh nướng phai tím, một vắt cơm một bát nước, vì chỉ thân gầy tạm tiếp hơi, đá một tùng khô trọn chẳng biết. Tức là với cái người xưa đó, hãy nhìn cái những cái gương của các ngài tu đó để mà mình nghĩa là sống cho nó khỏi hổ thẹn. Người xưa là sao? Người xưa học đạo hãy xem kìa, quên cả người đời khinh danh lợi. Tức là ngày xưa các ngài học đạo đó, không, nghĩa là ngài quên cả những người thế gian, chứ không phải là cứ lo mà chưa gì cứ lo giao thiệp mà tiếp duyên hoài. Bây giờ mình tu chưa đến đâu hết mà cứ lâu lâu gặp Phật tử cũng muốn tiếp xúc để mà liên hệ, trong khi đó là mình tu cũng chưa được gì thì mất thời giờ quá nhiều. Trừ những vị ta có trách nhiệm, không, thì phải tiếp để mà làm trách nhiệm. Còn mình không có trách nhiệm mà cứ lo giao thiệp, liên hệ, rồi cứ để mà cho cứ tiếp duyên ra ngoài, mất công phu của mình, vô ích quá nhiều. Đó là quên mất cái gọi là cái chỗ mà sống đáng sống của mình. Cho nên đây phải nhớ người xưa học đạo, người ta quên cả người đời, khinh cả danh lợi. Danh lợi có gì? Mình đã dám bỏ hết rồi đi tu rồi mà, vì vào cái này lại muốn nếm trở lại hay sao? Cho nên Phật dạy giống như là nước bọt
mình nhổ xuống đất rồi, giờ bây giờ muốn liếm trở lại sao? À, cho nên phải nhớ vậy đó. À, cho nên ngày xưa các ngài nấu hoàng tinh, nướng khoai tím, à, tức là có khi là ở trong rừng trong núi, thấy không? Cho nên nấu phai đó, à, nấu phai, à, nướng phai ăn thôi. À, một vắt cơm, một bát nước cũng tạm no. À, cho nên vì chị thân gầy tạm tiếp hơi vậy. Tức là vì tạm để mà nuôi cái thân này, à, cho nó sống còn để mà hành đạo, cho nên tạm tiếp hơi cho nó, phải nhớ. À, tức là ăn uống đó mình tạm tiếp hơi cho cái thân này nó còn sống để mình hành đạo thôi, chứ không phải là để mà cho nó thụ hưởng. À, phải nhớ như vậy. Cho nên sống này đá mục tùng khô cũng chọn chẳng biết. À, ta phải tâm cho nó khô lạnh như vậy đó, à, thì nó mới dễ hợp đạo, mau hợp đạo. Rửa lòng làm kế sống nhiều đời, thảnh thơi ngoài vật mùi cao khiết. À, tức là sống rửa lòng trong sạch, đó là làm cái kế sống của mình. À, tức là sống với cái lòng nó trong sạch đó, nó không có nhơ nhiễm đó. À, thì cái đó mới là kế sống nhiều đời của mình. À, thì sống một cuộc sống nó thảnh thơi ngoài vật. À, tức là không có vướng bận như thế gian. À, không có để cho nó chi phối, à, không có đắm nhiễm trong đó. Vàng ròng trên thế đáng quý chi, ruộng đất kiếp không hoa Phật nở. Gió hương chạm vỡ mũi mẹ xanh, thì trong trường thi Phật đà thi đổ. À, tức là đối với mình á, thì phải xem vàng ròng á, à, cũng như là cát đá, chứ không có phải quý giống như thế gian để mà đắm nhiễm. Cho nên vàng ròng trên thế có đáng quý chi không? Đó là do người thế gian mê mờ, tưởng tượng và phân biệt vậy thôi. À, mình là người hiểu đạo, à, thì phải xem thường, à, không có để tâm mà nó nghĩa là, à, dính ở trên đó. À, bởi vì mình có chỗ sống của mình là ruộng đất nơi kiếp không. À, ruộng đất kiếp không tức là cái chỗ gọi là chỗ nguồn tâm chân thật của mình đó đó. Ở chỗ đó hoa Phật nở. À, đó phải sống trở về chỗ đó thì nở hoa Phật, à, tất nhiên là mở ánh sáng giác ngộ. À, gió hương chạm vỡ mũi mẹ xanh. À, tất nhiên là đây là mình nhận được cái bản lai diện mục của mình đó. À, ngay đây nhận được cái bản lai diện mục của mình, đó là cái chỗ sống chân thật, thì liền đó ở trong trường thi Phật đà thi đổ, đó là thi đậu nơi trường thi Phật. Ngôi chùa viên giác mặc dạo chơi, nhân đêm kiết chế tiểu tham này, bất giác lời ra liền thành kệ. À, tức là đây là sống ở trong cái ngôi chùa viên giác đó, dạo chơi trong đó, chứ đừng có dạo chơi ở bên ngoài thế gian. À, mà mình phải dạo chơi ở trong cái ngôi chùa viên giác. Chuyện giác đó là ở đâu? À, à, phải dạo chơi ở ngôi chùa viên giác nơi mình đó, đó mới là chỗ dạo chơi, mới chỗ sống của mình, chứ đừng có mà dạo chơi ra bên ngoài thế gian, đó là nguy. À, đây cho nên đây là nhân cái đêm kiết chế, à, tiểu tham, à, tức là nhập hạ đó. À, thì ngài nói ra cái lời kệ này để mà nhắc nhở trong chúng tiến tu. À, mình học cái đây là cũng để nhắc nhở lại mình. À, cho nên là mấy vị phải luôn nhớ những cái lời đánh thức cảnh tỉnh của các ngài như vậy đó, rồi luôn luôn thức tỉnh mình để tiến tu, không để cho nó buông lung. À, thì vậy là cái đời sống của mình nó mới sống có ý nghĩa, có xứng đáng mặc áo Phật, mặc áo cà sa ở trong chùa ăn cơm với tí chủ mà không thấy lòng hổ thẹn. À, thôi thì bữa nay học tới đây. À, thì coi như học xong cái bộ kinh Di Giáo. Nhưng mà sắp tới thì cũng chuẩn bị để mà xây dựng thiền đường, cho nên là thôi cái nghỉ bớt cái giờ này một phần. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ phiền não vô tận thể nguyện đoạn phàm.
Pháp Môn Vô Lượng Thệ Nguyện Học Phật Đạo Vương.